Chào các bạn, đây là môn kỹ thuật lập trình mã SEO 1027. Phần này chúng ta sẽ thảo luận về một trong những vấn đề quan trọng nhất của lập trình hướng đối tượng, đó là kế thừa. Thì mục tiêu của việc kế thừa là gì? Mục tiêu của việc kế thừa là tạo cho các bạn một cái phương pháp để mở rộng cái mã nguồn của mình, tái sử dụng những cái đã có, cũng như là tạo ra một cái thiết kế nó linh hoạt, uyển chuyển hơn trong trong quá trình lập trình và phát triển các cái hệ thống lớn ha. Thì chúng ta sẽ lần lượt nói qua về kế thừa ha. Đầu tiên á, kế thừa là một cái cách mà các bạn có thể tạo ra một cái lớp mới từ những cái lớp cũ đã có sẵn. Thì đó là cái ý đầu tiên. Thì thật ra cái này không có gì là đặc biệt, giống như là các bạn tạo ra một cấu trúc dữ liệu mới thôi. Nhưng mà lúc này thay vì các bạn phải copy toàn bộ mã nguồn của các bạn từ cái cấu trúc dữ liệu cũ thì các bạn không cần, các bạn cứ tái sử dụng những gì đã có trong cái cấu trúc dữ liệu cũ ha. Nhưng mà nó đặc biệt hơn cái chuyện mà bạn copy code, đó là gì? Là hai cái đối tượng này bây giờ nó có quan hệ với nhau. Quan hệ này là hai cái lớp đối tượng này có quan hệ là quan hệ cha con. Thì giữa cái mối quan hệ cha con này không chỉ có cái chuyện là bạn tái sử dụng mà bạn còn có thể mở rộng thêm những cái đặc điểm ha. Thì đó là cái ý quan trọng đầu tiên. Rồi, như vậy thì chúng ta cần phải biết được cái cách mà chúng ta sẽ kế thừa một cái class như thế nào. Thì khi bạn làm việc với đối tượng á, thì các bạn sẽ thấy là bạn có thể tái sử dụng cái code ha. Cái này là một trong những cái quan trọng nhất. Các bạn tái sử dụng được những cái code mà các bạn đã viết, những cái giải thuật của cái class cũ, cũng như là những dữ liệu đã có. Bạn có thể mở rộng được những cái lớp cũ đó ra. Để thí dụ, các bạn hay để ý là chúng ta có những cái version khác nhau của những cái software. Thì mỗi một cái version mà người ta update lên, người ta thường là người ta sẽ mở rộng những cái lớp cũ đã có ha. Như vậy nó đảm bảo cái tính tương thích ngược. Có nghĩa là nếu như các bạn buộc lòng phải sử dụng một cái dữ liệu nào đó mà có cái version mà cũ hơn, thì lúc đó các bạn vẫn có thể tái sử dụng những cái cấu trúc dữ liệu cũ ha. Đó là một trong những cái ý quan trọng. Và một cái điều lưu ý nữa đây là khi các bạn kế thừa những cái lớp cũ thì các bạn có thể ghi đè, định nghĩa chồng lại những cái phương thức mà chúng ta đã có. Hay nói cách khác là lúc này các bạn đang sử dụng cái khái niệm là overloading những cái phương thức đã có cho cái class mới ha. Thì đây là ba cái lợi thế mà các bạn thấy chúng ta sẽ có được khi sử dụng tính kế thừa. Như vậy thì ở đây nó có một cái mối quan hệ gần gần với ngôn ngữ tự nhiên, như các bạn sẽ dễ hình dung. Giống như là các bạn, thí dụ các bạn có một cái class là class human, đúng không nào? Thì cái class human đó bây giờ nó có một cái lớp mà chi tiết hơn, cụ thể hơn và có những cái đặc điểm riêng. Human thì chung chung quá, đó là man và woman. Hay là như các bạn có các lớp animal, thì các bạn có thể có những cái như là insect, đúng không? Mammal và vân vân. Thì mỗi một cái class con này nè, về bản chất nó là một phần của cái lớp cha. Hay nói cách khác, khi các bạn đọc theo cái kiểu ngôn ngữ tự nhiên á, thì insect là động vật, đúng không? Mammal cũng là động vật, vân vân. Như vậy thì cái mối quan hệ mà kế thừa bây giờ chúng ta sẽ được biểu diễn thông qua cái thuật ngữ là được không nào? Rồi thì cái này chẳng qua là một cái nốt để cho các bạn dễ hình dung là thế nào là kế thừa thôi ha. Chúng ta tái sử dụng code. Rồi như vậy thì chúng ta có một số cái terminology mà các bạn cần chú ý khi các bạn làm việc với kế thừa. Thì đầu tiên chúng ta có một cái thuật ngữ gọi là lớp cơ sở, hay còn gọi là base class. Thì lớp cơ sở này thường được biết với cái tên gọi là lớp cha ha, là cái lớp mà chúng ta sẽ kế thừa từ đó. Cái thuật ngữ thứ hai mà các bạn cần nhớ đó là cái lớp dẫn xuất, hay là derived class. Thì thường các bạn sẽ gọi nó bằng cái tên là lớp con cho nó dễ ha, cha con.
Và lớp này chính là cái lớp mà sẽ kế thừa từ cái lớp cha hồi nãy chúng ta nói. Như vậy ở đây khá là đơn giản, các bạn muốn kế thừa thì các bạn sẽ sử dụng cái khai báo như sau. Ví dụ ở đây các bạn có student là cái base class hả? Thì lúc này cái thể hiện cụ thể của student là undergraduate student. Cũng như các bạn thấy là sinh viên thì chia ra under và graduate hả? Như vậy thì cái class undergraduate này kế thừa từ cái class student ở trên. Xin lỗi các bạn, ở đây là có một cái sai về typo hả? Ok. Như vậy thì các bạn đang có là gì? Là undergraduate kế thừa từ student. Ở đây có một cái từ khóa mà các bạn thấy hơi quen. Nó chính là access specifier. Thì khi các bạn viết là undergraduate kế thừa public từ student thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái thành phần nào đang là public trong student thì bây giờ nó vẫn là public. Được không nào? Đó là một cái ý quan trọng hả? Rồi, thì chúng ta sẽ nói cụ thể hơn về cái này trong một ít phút nữa. Như vậy thì khi các bạn tiến vào cái thế giới của lập trình OP thì cái việc đầu tiên các bạn cần làm là các bạn phải hình dung được là cái system của mình có những cái class như thế nào, cái sơ đồ kế thừa của nó trông ra làm sao. Bởi vì như vậy nó sẽ giúp cho các bạn tổ chức code cũng như là thiết kế các chức năng của từng cái class nó rõ ràng hơn và nó dễ phát triển cũng như debug hơn. Thì thí dụ như ở đây chúng ta đang quan sát là một cái sơ đồ kế thừa tương đối đơn giản. Giả sử như tôi thiết kế một cái phần mềm dùng để làm cái việc là quản lý vẽ các cái hình vector ha, giống như Corel chẳng hạn. Thì tôi thấy là gì, là để quản lý những cái hình vector thì tôi cần một cái cấu trúc dữ liệu mà nó tương đối nó tổng quát. Thì tôi muốn quản lý tất cả các hình bằng cái đối tượng đó. Thì giả sử như trong trường hợp này các bạn thấy là tôi có một cái đối tượng tên là shape hả? Thì bây giờ cái shape này thì nó chung chung quá, nó mô tả những cái thuộc tính chung nhất của một cái hình hình tròn, hình vuông, vân vân. Như vậy thì tôi muốn cụ thể hơn một tí. Vậy thì để cụ thể hơn thì tôi chia ra cái hình mà tôi có trong cái system làm hai loại. Một loại là hình đa giác polygon và một loại là hình ellipse hả? Thì ellipse là một dạng biểu diễn tổng quát, đúng không nè? Như vậy thì nếu như mà tôi có một cái đối tượng cụ thể hơn ellipse thì tôi có thể lấy circle. Như vậy circle là một cái trường hợp đặc biệt của ellipse, nó kế thừa những cái thuộc tính của ellipse. Đúng không? Đúng nè. Rồi, các bạn chú ý cái đó ha. Cái này là tùy cái quan điểm mà các bạn thiết kế thôi. Có nhiều người thiết kế theo kiểu là càng lúc thì càng chi tiết cụ thể. Có người thì thiết kế theo kiểu là extend tính năng ra dần dần. Giống như là có nhiều người họ sẽ xem cái shape thì dưới shape là một circle. Thì circle là một cái hình tròn, nó hơi đặc biệt. Thì ellipse sẽ bổ sung thêm một số cái thuộc tính để mô tả chính xác cái ellipse thay vì là chỉ là hình tròn. Và nó override một số cái thuộc tính của hình tròn. Như vậy thì tùy vào cái quan điểm thiết kế mà các bạn sẽ có cái sơ đồ kế thừa nó khác nhau, đúng không? Cái này không có phải là một cái thể hiện duy nhất, nó phụ thuộc rất nhiều vào designer. Thì khi các bạn học về lập trình OP, cái chuyện mà design cái sơ đồ kế thừa rất là quan trọng. Lớp nào là lớp cha, lớp nào là lớp con, lớp nào là lớp trừu tượng, lớp nào là lớp không trừu tượng hả? Rồi, như vậy thì cái cú pháp của cái kế thừa nãy các bạn đã thấy qua cái ví dụ rồi, thì đó là một cái ví dụ cho nên là các bạn dễ hình dung được cái cú pháp tổng quát. Cú pháp tổng quát của nó như sau: khai báo một cái lớp như mọi khi ha, với cái tên lớp, theo sau cái tên lớp sẽ là dấu hai chấm này. Thì dấu hai chấm này nó xác định là gì, là cái lớp bạn đang khai báo sẽ kế thừa từ cái gì. Như vậy thì khi bạn muốn kế thừa từ một lớp nào đó thì bạn sẽ xác định cái access specifier trước. Thì nó cũng có ba cái cách để chọn, đó là public, private và protected. Các bạn có thể đặt cái tên của những cái lớp mà bạn muốn kế thừa ở đây ha. Vậy thì cái này là một cặp ha.
Như vậy một lớp có thể kế thừa được từ nhiều lớp. Ví dụ các bạn thấy ở trường hợp này chúng ta có lớp tên là Square. Square này nó kế thừa từ lớp Rectangle và cũng kế thừa từ lớp Rhombus. Hả? Như vậy thì mỗi một cái class mà các bạn kế thừa nó sẽ lấy hết những thuộc tính mà các bạn có trong cái class cha đó để đặt vào trong cái lớp mới này mà các bạn khai báo. Và các bạn có thể khai báo thêm được những cái thuộc tính khác ha. Rồi, thì đây là một cái ví dụ khác về cái kế thừa. Tôi nghĩ cái này nó đơn giản cho nên các bạn có thể nhìn ha. Tôi sẽ demo cho các bạn coi và tôi giải thích kỹ hơn cho các bạn trên lớp về những cái vấn đề liên quan đến kế thừa này. Tại vì cái này nó tương đối là quan trọng cho nên là không thể nói một cách đơn giản cho các bạn hiểu được cái kế thừa này. Tôi sẽ giải thích kỹ hơn trên trên lớp. Rồi, như vậy thì khi các bạn làm việc với những cái relationship này thì các bạn sẽ thấy là cái quan hệ mà chúng ta mới nói này á là một cái quan hệ thuộc, đúng không? Như vậy thì cái lớp con mà bạn mới tạo ra thì nó sẽ có những cái gì? Ở đây các bạn chú ý ha. Lớp con mà bạn tạo ra thì nó đương nhiên nó sẽ sở hữu những cái thành phần đã có trong cái lớp cha. Được chưa? Tất cả các member đã được khai báo trong lớp cha thì sẽ nằm ở trong lớp con. Tất cả những member mà bạn khai báo thêm ở trong lớp con thì cũng là những cái thành phần của cái lớp này. Được chưa? Như vậy, những gì bạn khai báo trong lớp con là bao gồm cái mà bạn mới thêm vô này, cộng thêm cái đã có ở lớp cha. Được không? Tương tự đối với hàm, những cái phương thức cũng y chang như vậy. Và ở đây có một số cái lưu ý đó là gì? Những cái đối tượng của lớp con á, thì nó có thể sử dụng được cái gì? Nó sử dụng được tất cả những cái thành phần mà public của lớp con, đương nhiên rồi. Và nó cũng sử dụng được tất cả những thành phần là public của lớp cha. Hả? Đây là hai cái ý tương đối quan trọng. Chắc là các bạn sẽ phải đợi đến lúc tôi demo cho các bạn coi cái này trên lớp, bởi vì cái này nó sẽ giúp cho các bạn hiểu sâu hơn về cái tính kế thừa. Như vậy khi các bạn lưu ý giùm tôi ha, các bạn có ba cái cách kế thừa: public, private và protected. Như vậy các bạn sẽ hiểu như thế này cho tôi nè. Nếu như các bạn kế thừa public thì tất cả những gì ở lớp cha mà là public thì lớp con cũng sẽ là public. Là protected thì sẽ là protected và private thì sẽ là private trong lớp con. Y chang như vậy ha. Như vậy kế thừa public là cái dạng đơn giản nhất. Đúng không nào? Rồi. Có một điều các bạn cũng lưu ý giùm tôi luôn là gì? Khi các bạn làm như vậy thì một số cái quyền truy xuất nó có thể thay đổi. Được không nè? Rồi, cẩn thận cái chỗ đó ha, lát nữa tôi sẽ nói. Bây giờ nếu như bạn kế thừa protected thì sao? Tất cả những thành phần là public của lớp cha bây giờ sẽ chuyển thành protected trong lớp con. Và tất cả những thành phần mà protected trong lớp cha cũng sẽ thành protected trong lớp con. Và private thì đương nhiên vẫn là private. Còn khi bạn kế thừa private á thì có nghĩa là tất cả các thành phần của lớp cha bây giờ sẽ chuyển thành private trong lớp con. Như vậy các bạn có thể dễ dàng các bạn thấy là các bạn có một cái bảng về cha con như sau. Public ha. Protected ha. Private. Như vậy thì nếu như các bạn kế thừa là public thì mọi thứ như cũ ha. Cái gì là public, cái gì là protected, private thì đều y chang như cũ. Nếu như bạn kế thừa là protected thì public sẽ chuyển thành protected và protected thì giữ nguyên như cũ, private như cũ. Còn các bạn kế thừa là private thì public sẽ thành private luôn và protected cũng thành private luôn. Và đương nhiên private vẫn là private. Thì đây là cái bảng chuyển đổi cái trạng thái của cái access specifier khi bạn kế thừa. Hả? Các bạn lưu ý cái này ha. Đó là cái thứ nhất.
Tuy nhiên không phải cái gì mà chuyển trạng thái xong rồi bạn cũng được quyền truy xuất, cho nên các bạn hãy cẩn thận. Có những cái các bạn được truy xuất và có những cái các bạn không được truy xuất. Và cái vấn đề về constructor, destructor thì nó như thế nào? Ở một số cái lưu ý tôi muốn nhắc các bạn ở đây. Thứ nhất á, là cái lớp dẫn xuất của bạn nè, là cái lớp con á, cái lớp mà bạn kế thừa nè, thì sẽ có cái constructor riêng của nó và destructor riêng của nó. Tức là nó sẽ không có sử dụng chính xác là gì? Là bạn muốn cái constructor của lớp cha được gọi thì bạn phải gọi một cách tường minh thông qua cái constructor của lớp con. Được không nè? Đó là một cái lưu ý quan trọng. Tức là mỗi một lớp quy tắc của chúng ta khi chúng ta tạo ra cái class là gì? Mỗi một class phải có constructor và destructor của riêng nó. Như vậy trong cái constructor của lớp con, bạn có thể gọi cái constructor của lớp cha. Được không? Còn bạn không gọi thì là chuyện khác. Đúng nè. Nhớ chuyện đó nha. Rồi, destructor thì quy tắc là gì? Quy tắc là lớp con cũng có destructor. Như vậy khi mà các bạn destruct cái object thì cái thứ tự mà gọi sẽ là destructor của lớp con được gọi, xong rồi tới destructor của lớp cha được gọi. Hả? Nó đi theo cái quy trình đó. Rồi. Như vậy ở đây những cái nốt mà tôi ghi ra cho các bạn thì các bạn chú ý ha. Khi đối tượng tạo ra, được tạo ra thì cái constructor của lớp cha sẽ được gọi trước. Thì cái này do cái hàm construct mà các bạn gọi rồi tới cái constructor của lớp con. Cái này là cái mà các bạn sẽ thấy trong cái ví dụ ha. Rồi khi các bạn hủy một cái object thì destructor của lớp con được gọi first, được gọi trước, giống như tôi nói hồi nãy. Thì trong lúc các bạn chuyển cái đối số của constructor từ lớp cha qua lớp con á, thì các bạn sẽ dùng cái cú pháp như thế này. Đầu tiên là đây là cái constructor đúng không? Chúng ta sẽ viết cái constructor như bình thường. Nhưng mà các bạn muốn activate gọi cái constructor của lớp cha thì các bạn sẽ để cái constructor đó theo sau cái dấu hai chấm này. Được chưa? Tức là đây là một cái cách để cho các bạn tạo ra cái thành phần của lớp cha trước. Hả? Hay nói cách khác chính xác hơn là bạn sẽ khởi động, khởi trị cho cái thành phần của lớp cha trước thông qua cái constructor của lớp cha một cách tường minh ở đây. Hả? Được không? Rồi, các bạn có thể sử dụng inline constructor hoặc là các bạn viết ra một cái constructor riêng, không có vấn đề gì hết. Hai cái này như nhau. Nhưng mình nhớ giùm tôi cái việc mà chúng ta sử dụng cái dấu hai chấm này để kích hoạt cái constructor của lớp cha ha. Rồi. Nếu như mà lớp con mà không có cái default constructor thì các bạn sẽ thấy là trình biên dịch tự gọi cái constructor của lớp cha một cách mặc định ha. Rồi. Ở đây chúng ta có một số cái lưu ý về cái protected access, tức là cái cách các bạn truy xuất ha. Thì khi các bạn xác định là giống như cái bảng mà tôi vẽ cho các bạn coi hồi nãy á, thì ở đây tôi chỉ nốt kỹ hơn thôi là gì, những cái thành phần public của lớp cha được không, thì sẽ được truy xuất trong và bất kỳ chỗ nào trong trong cái thân của class con. Những cái thành phần là private của lớp cha thì chỉ được truy xuất bên trong class mà thôi. Hả? Hoặc là bạn của class, tức là những thành phần là bạn của lớp hoặc là bên trong lớp này thì có thể được sử dụng cái thành phần private này. Hả? Những thành phần mà là protected của lớp cha thì bây giờ cũng chỉ được truy xuất bên trong thân của cái class hiện tại thôi, bởi những cái hàm cũng như là hàm bạn của lớp lớp cha ha. Được không nè? Như vậy chú ý ha, ở đây nó nói lên cái tính liên quan giữa lớp cha và lớp con. Private của cha, được không? Private của cha thì chỉ được truy xuất bởi con và bạn của cha thôi,
chú ý ha, bạn này là bạn của cha nha, chứ không phải bạn của con không có quyền truy xuất thành phần private của cái dữ liệu mà thằng thằng cha cho kế thừa ha. Đây là một cái đặc điểm quan trọng, các bạn sẽ thấy nó qua những cái demonstration mà tôi sẽ cho các bạn coi trên lớp. Tương tự đối với protected thì các bạn sẽ thấy là được truy xuất, nhưng mà cũng như vậy, tương tự như vậy là gì? Bạn của cha mới được truy xuất nha. Thành phần của lớp con thì đương nhiên rồi, nhưng mà bạn thì bạn của cha. Thì tại sao cái chỗ này tôi phải nhấn mạnh các bạn nhiều lần, tại vì nhiều khi các bạn nghe cái concept về bạn, các bạn hay bị nhầm lẫn là bạn của lớp con. Không có, bạn là bạn của cha, tại bạn đang kế thừa từ cha, thì những gì mà liên quan tới cha, bạn của cha được truy xuất là chuyện hiển nhiên ha. Rồi bây giờ chúng ta lại có tiếp là gì, những cái protected asset specifier này á, nó là một cái mức trung gian. Chúng ta có ba cấp độ đúng không, public, protected và private, thì cái này nó nằm ở mức giữa ha. Nó chỉ bảo vệ những cái thành phần public của lớp cha chuyển sang protected thôi ha. Rồi ở đây nó có một cái sơ đồ kỹ hơn thì tôi để cho các bạn suy diễn ha, nhưng mà thật ra là cái này cái ý tôi đã nói phía trên hết rồi, nên là các bạn không cần phải lo lắng quá nhiều, các bạn có thể dễ dàng thấy được cái quan hệ của nó. Đây là lớp cha đúng không, bạn kế thừa private thì mọi thứ đều là chuyển thành private hết, tức là XYZ ở trong trường hợp này đều là private hết. Tuy nhiên X bây giờ là không truy xuất được, được không nào, không truy xuất được đối với lớp con luôn, có nghĩa là nó vẫn là private đó, nhưng mà nó không truy xuất được. Tương tự nếu như các bạn có protected thì những cái gì đã là private của cha thì bạn cũng không được truy xuất luôn, nó vẫn là protected, nó vẫn là private đó, nhưng mà các bạn không được truy xuất. Và đối với cái trường hợp cuối cùng là bạn kế thừa public thì cái gì của cha là private bạn cũng không được truy xuất. Như vậy cái tôi muốn chốt với các bạn ở đây, các bạn phải hiểu một cái khái niệm, đã là private thì nó thuộc về tôi, con của tôi không được xài. Hả? Cái khái niệm này nó apply vô lập trình hướng đối tượng y chang như vậy, tức là cái thuộc tính nào của cha mà đã là private của cha rồi thì lớp con không được phép sử dụng, không được phép sử dụng luôn nha, tức là bạn không được quyền đọc ghi luôn. Cho nên á, là trong cái hình này nè, tôi muốn bổ sung cho các bạn coi một cái ý quan trọng, đó là một cái check. Thứ nhất, những thành phần nào là xin lỗi, những thành phần nào là private của lớp cha thì tất cả đều không có access được ở lớp con, nhưng mà những cái thành phần public với protected thì có thể, trạng thái có thể thay đổi nhưng mà cái quyền truy xuất là không thay đổi. Thì các bạn chú ý cái chuyện đó ha. Thì cái này nó tóm tắt lại cái ý mà tôi nói hồi nãy, nhưng mà nếu như các bạn khó hình dung thì các bạn có thể vẽ bảng ra, còn cái này tôi nghĩ là rõ ràng hơn cho các bạn dễ hiểu ha. Rồi như vậy ở đây các bạn thấy là cái bảng này là một cái bảng tổng kết một cách đầy đủ và chi tiết về các cái dạng kế thừa. Thì ở đây các bạn có lớp cha ha, cái này là vẽ theo cái chiều ngang, hồi nãy tôi vẽ theo cái chiều khác thì nó cũng tương tự thôi, không có vấn đề gì hết. Bạn có kế thừa theo kiểu public đúng không, bạn có kế thừa theo kiểu protected, bạn có kế thừa theo kiểu private. Thì ứng với mỗi một cái kiểu kế thừa như vậy thì cái trạng thái access specifier nó sẽ chuyển đổi khác nhau ha, giống như cái bảng mà tôi vẽ cho các bạn hồi nãy. Riêng cái phần về private, thành phần private của lớp cha thì bây giờ ở lớp con các bạn không được sử dụng, nó cũng là private luôn, nhưng mà bạn không được sử dụng nó vẫn tồn tại đó, nhưng mà bạn không được sử dụng. Nó là một cái ý rất là quan trọng ha. Còn lại thì bạn đều được sử dụng hết, nó chỉ thay đổi cái trạng thái thôi. Ok, thì đó là những cái vấn đề mà các bạn cần chú ý khi các bạn làm việc với kế thừa.